Hôm nay mình đi câu, cũng chiều mình đi câu, mình không có định là quay video, mình không có đem cái máy quay theo nữa, mình đem cái điện thoại mà điện thoại này quay không có đẹp, thì nên xem có cá nè. Hôm nay mình cũng câu, thường thường mình câu ở cái chỗ này nè, cái bụi đây nè, mấy bữa dính mấy con này nè, nó dịch đứt lưỡi đứt dây không à, cho nên mình dịch một phát mình chịu lại với nó luôn, mình không có nương nữa. Cái bữa mình nương á, mình nương cái nó dịch đi cái nó đứt luôn, nhưng mà này mình xong rồi mình chịu cái máy phát nó lên luôn anh em. Con này khoảng 2 ký mấy anh em, 2 ký rưỡi anh em. Vừa lên tới bụi cỏ, anh em xem bụi cỏ ngay miếng nước, vừa tới tới bụi cỏ là xuất cái lưỡi ra luôn, là mình ôm mình chụp luôn. Nào quá, xuất cho cái giò, xuất cho cái giò này. Đang đau mình lên được con cá xong mừng luôn anh em. Lần đầu tiên câu đài mà lên con cá cỡ này luôn anh em. Còn mấy bữa cũng ăn nhưng mà nó dính xong rồi là nó bị đứt lưỡi anh em. Nè anh em xem cái mỏ nè, nè chỗ mỏ nó dính cái tí xíu chỗ mỏ nè, nó đang ngậm mồi để nhấp nhấp, mình giật lên là tét cái mỏ luôn nè, anh em xem nó dính nè. Dính cái tí xíu ở đây nè anh em, lũng ở đây nè, là lên tới dưới bờ là mình giật lên tới bờ, mình không có giật nữa, mình nắm mình giật lên tới bờ là nó xảy luôn, nó rớt ra bụi cỏ là mình chụp luôn, xíu nữa là đi luôn rồi. Tại mấy lần rồi, chỗ này mình câu mấy lần rồi, dính cá to toàn là đứt dây không, đứt lưỡi luôn. Bữa trước đứt lưỡi đứt dây không. Đấy, anh em xem đồ dụng cụ mình câu à, cái đó là mình câu câu mồi trùng, mình câu gần trong bờ anh em, mình cần câu mình để ngang dưới luôn kìa, mình câu lưỡi chinu chinu có ngạnh mà lưỡi số 2 anh em. Đấy, chụp thì chụp 2 thẻ 3 mà mình chịu lại cái là phát lên luôn, nó dịch hút hút hút, mình tưởng đâu là dính cá sốc. Con này mà nếu sốc là dịch không lại nó đâu, nhưng may là nó không sốc, nó ăn mỏ. Nãy giờ mình dính cũng được 3 con với đó rồi, mà 3 con nhỏ thôi, cũng 3 ngón tay thôi. Cái con này là khủng luôn rồi nè. Ok, thì mình sẵn tiện mình chia sẻ cho anh em tí xíu vậy thôi, chứ bữa nay cũng không định là quay nữa. Thì mồi mình đang mồi câu mồi cắm heo với lại cắm tanh, mình trộn lại mình cho một ít bia với lại bơ cho anh em, bơ sữa luôn anh em. Đấy, thơm thơm béo béo ngọt ngọt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ câu tiếp nha, có cá mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Không thì mình chỉ chia sẻ chỗ câu, chỗ này câu thì rất là nhiều gốc, gốc cây nhiều lắm, mấy bữa mình câu dính gốc cây đứt lưỡi luôn mới nhấn. Rồi nha, vậy nha đây anh em, đồ câu của mình đây anh em, đây lưỡi chinu số 2 nè, đây, chụp 2 chấm nè, không biết nét được, tại giờ này cũng 6 giờ tối rồi nè. Đó, mình là cần si Shimano nha nè. Shimano cây 4,5 m. Còn cái này khúc này là khúc Shimano 75.000 mình gáp vô nè. Mình cũng có chia sẻ nhiều video trước rồi. Đấy, còn đây thì mình câu trùng nè. Thằng trùng như xíu à. Như thằng trùng mình cá nó ăn rồi. Được luôn. Dính 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 dính. Dính. Cái gì đây? Mè lú. Mè lú năng nè nè. Cần mình câu vậy á, còn bộ phao với lại gác cận mình là nguyên bộ 9 cây là 200 ngàn luôn. Đồ tự chế không nè, chì bọng gì nè, tự quấn nè, nó gì nè, đứt nó gì nè. Mình làm vậy á, lên hàng được nha nè. Ok, anh em cho mình một like nha.